Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Vi. Ngày hôm nay Vi sẽ chia sẻ cho các đồng mụn của Vi các bước chăm sóc da mụn hiệu quả với những sản phẩm dưới 200.000 mà thời gian qua, hay có thể nói là suốt một thập kỷ qua, Vi đã sử dụng. Và những sản phẩm Vi recommend trong clip này thì hoàn toàn có hiệu quả và ổn định an toàn trên da của một người từng nhiễm kem trộn, da dầu và da nhạy cảm giống như Vi. Và nếu mà các bạn đang may mắn sở hữu một làn da quá chán đời giống như Vi thì có thể tham khảo video clip này nha. Ok, đầu tiên thì Vi sẽ dùng Micellar Water để làm sạch hết tất cả các bước make up trên mặt Vi. Micellar Water ngày hôm nay Vi sử dụng là một sản phẩm thuộc tập đoàn Shiseido, sản phẩm mới của dòng Senka. Em này có tên đầy đủ là Senka Only Water. Em này thì Vi mua chỉ với 109.000 với size 230ml. Và em này thì thời gian qua Vi đã sử dụng thử. Em tẩy trang Senka Only Water này được sản xuất tại Nhật Bản với những thành phần chiết xuất đa số dành cho da mụn. Đặc biệt là phải nói đến thành phần chiết xuất từ lá trà xanh từ vùng núi Uji, Nhật Bản, có tác dụng là chống oxy hóa, ngăn sự kiểm soát dầu, hỗ trợ trị mụn cũng như là chống luôn lão hóa cho da. Cảm nhận riêng của Vi khi sử dụng em này trong 3 đến 4 tuần vừa rồi thì Vi phải công nhận là đây là một cái sản phẩm cực kỳ dịu nhẹ cho da, không hề gây nổi mụn, không hề gây kích ứng gì cho da của Vi. Và nếu ngửi kỹ lắm thì mọi người sẽ cảm nhận được một cái mùi hương nó khá là nhẹ nhàng và dễ chịu trong em này luôn á. Và bước tiếp theo trong công đoạn làm sạch là bước dùng sữa rửa mặt. Đến đây thì Vi phải dừng lại để review kỹ hơn về loại sữa rửa mặt này, vì đây là một cái sản phẩm sữa rửa mặt Vi khá là tâm đắc trong collection Senka của nhà Shiseido lần này. Và sản phẩm sữa rửa mặt mà Vi muốn review ngày hôm nay là sữa rửa mặt ngăn ngừa mụn mới của Senka, Senka Perfect With Acne Care. Tại sao Vi lại nói là Vi khá tâm đắc với dòng sữa mặt Senka lần này? Bởi vì thứ nhất là giá thành nó khá là rẻ. Em này thì Vi chỉ mua với giá 105.000 thôi. Thứ hai là tuy giá nó bình dân như vậy nhưng mà bên trong sản phẩm có chứa rất là nhiều thành phần nổi bật, cũng như là có thêm một cái công nghệ rất là đặc biệt. Đầu tiên là Vi sẽ nói về những cái thành phần trước đi ha. Thứ nhất là chiết xuất từ thành phần hoa cúc từ vùng Kyoto, Nhật Bản, một trong những cái dược liệu của người Nhật. Và cái thành phần này khi mà dùng thì sẽ hỗ trợ cho da của mọi người giảm cái sự viêm, cái sự kích ứng. Và da mặt của Vi thì cứ đến tháng, cứ đến ngày con gái là nó sẽ bắt đầu nó khó chịu, rồi nó nhạy cảm, nó nổi mụn lùm la. Và gần đây mỗi lần như vậy thì Vi đã sử dụng em này. Và thật sự em này đã hỗ trợ cho da mặt của Vi rất nhiều trong cái công cuộc mà làm giảm cái sự kích ứng nè, giảm cái sự sưng viêm của những cái vùng mụn mà nó đang bị viêm. Và cái thành phần thứ hai là thành phần salicylic acid. Cái thành phần này là một cái thành phần trị mụn khá là quen thuộc thuộc nhóm BHA, giúp loại bỏ những cái tế bào chết nè, bụi bẩn, bã nhờn, hỗ trợ trong giai đoạn trị mụn cũng như là kích thích quá trình tái tạo tế bào của da. Và thường thì khi mọi người rửa mặt, mọi người sẽ dùng hai cái tay của mọi người chà sát lên mặt rất là nhiều, đúng không? Nhưng mà khi mà đối với em này thì trong em này còn có một cái ưu điểm để hạn chế sự ma sát đó, đó là nhờ vào những cái bọt tơ tằm mịn và dày hơn gấp 5 lần so với những cái loại sản phẩm sữa rửa mặt bình thường. Và khi mà mọi người để những cái bọt đó trên mặt của mọi người thì mọi người chỉ cần xoa xoa nhẹ. Khi mà nhẹ nhàng xoa như vậy thì mọi người sẽ có một cái cảm giác là tay của mọi người sẽ có một cái khoảng cách so với da của mọi người nhờ bởi cái bọt trong sản phẩm này. Và thật sự là thì đây cũng là một cái ưu điểm mà Vi rất rất là thích. Thì khi mà sử dụng em này thì Vi có thể hoàn toàn đặt niềm tin 100% vào cái sự làm sạch lỗ chân lông tối đa nhờ vào cái bọt của em này mà không cần phải dùng tay chà sát quá nhiều lên mặt. Ngoài ra trong sản phẩm sữa rửa mặt lần này còn có chiết xuất từ tơ tằm trắng kết hợp với double thành phần HA và công nghệ Aqua Impu, một cái công nghệ độc quyền từ nhà Shiseido. Một mẹo skincare để ngăn ngừa mụn cũng như là làm giảm tình trạng mụn hiệu quả thì mình sẽ kết hợp dùng BHA và Hyaluronic Acid chung với nhau. Thật ra thì ở tuổi dậy thì nguyên nhân gây ra mụn chủ yếu là tình trạng tăng tiết bã nhờn hoặc là mất cân bằng nội tiết tố. Thì sản phẩm có chứa BHA là có thể giúp làm sạch và thông thoáng lỗ chân lông thiệt đó. Nhưng vấn đề là nếu chỉ sử dụng BHA không thì làn da của bạn sẽ rất là dễ bị khô và bong chóc. Nên Vi khuyên các bạn là nên kết hợp sử dụng cùng BHA để làn da vừa có thể hạn chế được tình trạng mụn viêm và vừa có thể được cân bằng độ ẩm một cách tốt nhất nha. Vi thấy thì bây giờ ngoài những cái thành phần cần thiết cho một cái sản phẩm sữa rửa mặt thì các hãng mỹ phẩm còn thêm vào một số công nghệ để cho vào những cái sản phẩm của họ nhằm tăng cái tính hiệu quả cao cũng như là chất lượng hơn. Tuy là như vậy nhưng mà Vi thấy là bây giờ
những cái sản phẩm mà thật sự chất lượng, mà có thể tiếp cận được với người tiêu dùng, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên tầm trung bình trở xuống á, thì cũng không gọi là nhiều lắm trên thị trường hiện nay. Nên là khi mà Vi tìm được em sản phẩm Senka này rồi thì Vi phải nói là wow, đây chắc chắn là một cái sản phẩm dành riêng cho các bạn học sinh, sinh viên, những bạn đang trong độ tuổi dậy thì mà có mụn, muốn tìm một sản phẩm thật sự mà gọi là có hiệu quả, mà nó không quá đắt tiền và đặc biệt là dưới 200.000. Và như đã nói hồi nãy với mọi người thì cái giá của em này thật sự nó quá là tốt, chỉ 105.000 thôi thì mọi người đã có thể sở hữu được một cái tiếp sữa rửa mặt thật sự mang lại hiệu quả một cách nhất định và an toàn cho da mụn, thì đâu có gì phải chê nữa đúng không? Mặc dù da lúc này đã khá là mịn và sạch rồi, nên thay vì dùng toner thì Vi sẽ dùng luôn mặt nạ giấy cấp ẩm cũng như là cung cấp những cái dưỡng chất cần thiết cho da, giúp da có thể cân bằng được độ pH. Thì em mặt nạ Senka này có tên đầy đủ là Senka Perfect Hour White Mask Soothing White. Em này thì thiên về làm trắng, cấp ẩm và làm dịu da nha mọi người. Và em này thì có giá là 34.000 một miếng. Cảm nhận của Vi khi sử dụng em mặt nạ này là thật sự khá là mát và thơm, cấp ẩm, thư giãn cho da, rất là thích nhờ có thành phần chiết xuất từ nha đam. Bên cạnh đó thì chiết xuất từ tơ tằm trắng, công nghệ dưỡng ẩm từ Shiseido và phức hợp em Genisamic Acid trong sản phẩm còn hỗ trợ cải thiện những vết thâm mụn trên da của Vi. Tông da cũng xịn hơn, sáng hơn và khỏe hơn sau một khoảng thời gian sử dụng. Để phát huy tối đa được hiệu quả trong việc trị mụn cũng như dưỡng da thì ngoài kèm theo những sản phẩm trong bước đặc trị tiếp theo thì Vi recommend cho mọi người nên sử dụng trọn bộ sữa rửa mặt, nước tẩy trang và mask của Senka lần này. Bởi vì đơn giản là từng sản phẩm từ nước tẩy trang nè, sữa rửa mặt nè đến mặt nạ lần này đều có chứa những thành phần rất là tốt trong việc điều trị mụn cũng như rất là phù hợp cho các làn da của các bạn còn đang là học sinh, sinh viên. Nói chung là Vi đánh giá cao về sự liên kết logic về bộ ba sản phẩm lần này của Senka. Nói đâu xa xôi về lứa tuổi học sinh, sinh viên thì thằng em trai Vi nó cũng nằm trong số đó. Kỳ vừa rồi á, thấy nó bị mụn nhiều quá nên là ngoài những sản phẩm đặc trị khác thì Vi cũng bắt nó sử dụng chung với bộ ba sản phẩm Senka này. Và kết quả là nó cải thiện một cách không ngờ luôn. Để làm giảm những cái thâm mụn cũng như là mụn li ti rồi mụn viêm thì Vi sẽ dùng hai em chị mụn thần thánh mà Vi đã sử dụng xuyên suốt một thập kỷ vừa qua. Đây, Mega Duo và Cleansis C đến với channel của Vi thì cũng biết là hai em này nó rất là thần thánh và nó hiệu quả như thế nào đúng không? Từ một người mà bị nhiễm kem trộn, bị mụn, rồi Vi sử dụng, rồi Vi yêu thích, và đến nỗi là Vi phải muốn là share em này rộng rãi cho tất cả các bạn Bắc Trung Nam luôn, là mọi người hiểu rồi đó không? Và tại sao Vi lại cứ phải mang hai em này trong những cái video clip? Tại vì thứ nhất là hai em này hiệu quả thiệt mọi người, thật sự hiệu quả luôn. Ít ai review về hai cái dòng sản phẩm này, nó không phải là một cái sản phẩm nữa, nó thiên về dược, nó thiên về thuốc trị mụn á mọi người. Cho nên là cái hãng nó cũng không có thèm mà quăng cho người này người kia để review gì hết. Nó thiên về da liễu á, nó không được các bạn YouTuber, các beauty blogger review nhiều đâu. Thứ hai là thật sự là Vi chưa có tìm được những cái sản phẩm trị mụn nào mà dưới 200.000 mà hiệu quả qua hai em này hết. Đến thời điểm hiện tại thì chưa tìm được luôn. Cho nên là thấy sẵn đang có một cái clip những cái sản phẩm dưới 200.000 thì bỏ em này vào cái chu trình dưỡng da luôn, và để cho những cái thuốc trị mụn nó thẩm thấu hết vào da thì Vi sẽ không vội vàng dùng qua dưỡng ẩm mà Vi sẽ dưỡng môi. Sản phẩm dưỡng môi mà ngày hôm nay Vi sử dụng là của Vaseline. Thì em này á, Vi có size nhỏ mà Vi thấy là size nhỏ size lớn gì á nó cũng rất là rẻ mọi người, như có mấy chục ngàn một hũ này hà mà xài rất là lâu luôn á. Dù là mọi người đang trong độ tuổi mà dậy thì hay là lớn tuổi thì mọi người cũng cần phải dưỡng môi. Tại vì đối với Vi á, Vi chỉ cần không dưỡng môi một ngày thôi là môi Vi á nó bong chóc rồi, nó xấu, nó khô, nó nứt nẻ, đánh son lên một cái là nó hay ghê liền. Cho nên là dù bất cứ skincare routine nào thì Vi cũng phải cần dưỡng môi hết, và Vi khuyên mọi người thì cũng nên như vậy luôn. Và cái công đoạn cuối cùng trong skincare routine ngày hôm nay là cái công đoạn cấp ẩm. Ngày hôm nay Vi sẽ dùng em dưỡng ẩm của Neutrogena Hydro Boost Water Gel. Và chắc chắn là đến đây thì mọi người sẽ thắc mắc là trời, cái hũ dưỡng ẩm này
đâu có dưới 200 ngàn đâu, trên 200 ngàn và thậm chí nó trên 300 ngàn luôn. Vi cũng thú thật với mọi người luôn là đối với Vi thì Vi chưa tìm được những cái sản phẩm dưỡng ẩm nào mà dưới 200 ngàn mà nó hiệu quả hết. Chính vì á Vi chưa tìm được, cũng như là thời gian qua Vi trải nghiệm những cái dòng sản phẩm dưới 200 ngàn Vi cảm thấy không có hiệu quả, cho nên là Vi không review cho mọi người. Nhưng mà bù lại một cái thì đối với cái dòng Neutrogena này, nếu mà mọi người không có điều kiện mua hũ lớn thì mọi người vẫn có thể dùng mini size. Trên đây Vi vừa có size nhỏ và vừa có size lớn luôn. Mini size thì chắc chắn là dưới 200 ngàn rồi ha. Ok, và đó là tất cả những sản phẩm mà Vi muốn recommend cho các bạn trong skincare routine lần này. Và về địa chỉ uy tín để mua những cái sản phẩm trong video clip này thì Vi sẽ để ở dưới phần mô tả. Các bạn có thể tham khảo ở bên dưới phần mô tả nha. Nếu thích video clip này thì đừng quên cho Vi một like, cũng như là comment bên dưới những điều mà mọi người muốn nói với Vi. Thật sự Vi rất là thích đọc comment của mọi người. Và nếu mà bạn nào chưa subscribe channel của Vi thì hãy nhớ subscribe, đăng ký channel của Vi bên dưới. Cảm ơn mọi người đã xem video clip lần này của Vi, và chắc chắn là chúng ta sẽ gặp lại nhau trong vài ngày nữa thôi. Bây giờ thì bye bye mọi người.